xin đừng vào. Ok vậy nha. Dạ thôi. Được rồi, trò chơi khá là đơn giản. Bây giờ là trò chơi nói dối và nói thật. Tiến Thành muốn kêu gọi mọi người unsubscribe channel người. Ờ, không có đâu nha, không có đâu nha. Mày dám hack channel mình luôn hả? Mày muốn hack channel tao nè. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mừng người đã chơi của mình là Chucky. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft cánh cổng thần kỳ. Và hôm nay là mình sẽ cùng với những người bạn của mình cùng nhau tham gia thám hiểm. Mình đây, đó là thế giới gì đây? Quen từ, để mình nói chuyện với này coi. Sunio nè, Seiko nè, gì đây? Chào, khỏe không? Nó cần đổi cái gì đó không biết. Tiến Thành mày làm gì đây? Mày làm gì đây? Đánh không được mày. Nó đổi chị im đi hả? Mày nói chị im đi hả? What the fuck? Hôm nay hello, mình là Việt Nam Miner. Ủa là quá không gặp Việt Nam Miner nè bạn. Trời ơi, trông cũng đẹp trai phết. Đớp nè. À, thèm cao quá trời. Nó đổi cái nóc bạn. Thằng này bị điên rồi thì ăn cái nóc. Nobita, trời ơi, mình không, thật sự là mình chẳng muốn cái thằng Nobita theo đâu. Thằng này phế lắm. Trời ơi. Nó cầm mắt kính nè. Ok, bây giờ là mình sẽ lấy những cái món đồ này cho tụi nó. Đây, dập ra. Đó. Lấy đồ ra, lấy ra. À, không được xài nha, phải lấy đầy đủ nguyên trạng. Đó, còn cái nóc đây. Đầu tiên là Sunio nè, cho thằng này cái này. Đó, ke đi chơi nào. Tiến Thành, mày sẽ lấy cái này. Đó, đây cức của mày phải không? Đây là kiếm katana. Đây, đó, Việt Nam Miner. Ok, let's go. Go nào, đớp phải không? Ăn cái nóc vô đi. Cái nóc ăn được hả? Ok, ăn luôn, trời ơi, ăn thiệt các bạn. Mình cho nó có nóc mà nó ăn thiệt luôn, trời ơi, thằng này. Ê, tao đùa thôi mà, đừng ăn nha. Rồi, Nobita, đây, nó cầm mắt kính vào, bỏ vô đây, rồi. Cảm ơn, thấy đường rồi, trời ơi, nó bị cần dữ vậy. Đeo 21kg luôn. Nào, chúng ta là một đội quân, thế nào? Một đội quân hùng mạnh phải không? Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến vào cánh cổng đó. Hôm nay mình phát hiện ra một cánh cổng nó nằm ở đây nè. Đó, tự nhiên nó sẽ đang đi chơi thành phố mà đúng không? Rồi. Nếu bạn là kẻ nhát gan, xin đừng vào. Trời ơi, làm như ta sợ lắm á. Cánh cổng này có gì đâu, ta vào. Mình đã vào rất là nhiều cánh cổng rồi. Ủa, tiếng gì vậy? Đi thôi nha. Ok, vào nha. Vào thôi. Ủa, ban đêm rồi bạn. Ủa, phải. Ban đêm mà. Ủa, chỗ này có gì khác đâu. Cái này là bên kia thành phố mà. Ok, đánh nó đi. Đánh nó đi. Mày nè, này thì zombie với tao. Zombie không mày? Ôi má ơi, thành phố gì đây bạn? Ủa cái này vẫn là thành phố đó mà. Nó chỉ có khác là ở đây là ban đêm thôi. Ủa kỳ vậy? Tự nhiên bây giờ là thành ban đêm rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Có thật là đây là cánh cổng thần kỳ không vậy? Để mình coi. Ủa, lừa đảo. Ủa, đúng rồi, bên kia đang trời sáng các bạn. Ủa kỳ vậy? Nghĩa là thế giới này là ban đêm phải không? Ủa, đây là một thế giới của cái gì đây? Để mình xem thử coi ở đây có gì. Ủa, một tòa nhà nè bạn. À, gì đây? Cấm vào. Cấm, à mày tưởng mày cấm vào được á. Đây, tao đập ra luôn ha. Tao vào luôn nè. Thì sao? Tao vào nè. Đó, ok, mọi người vô đây. Đó, vô đây quậy đi. Quậy đi, quậy đi. Ở đây đã quá, không có gì là con chim hết. Ok, quậy đi. Yeah, ok. Để mình xem có gì không? Tủ lạnh nè. Ôi, đồ ăn nhiều quá. Lấy hết đồ ăn đi. Yeah, đồ ăn này là của mình. Lấy hết luôn. Ok, quậy đi bà con. Chúng ta sẽ cùng nhau quậy nát cái nơi này luôn. Trả lại cái mày cái này nữa. Bỏ cho tụi luôn. Quậy đi, quậy đi. Yeah. Woo. Yeah, quậy đi. Ăn chơi đi, ăn chơi đi. Chỉ chắc thế giới này là thế giới đồ ăn rồi bây. Cánh cổng thần kỳ để thế giới đồ ăn. Tập hôm nay các bạn hay dễ đây. He he he. Ok, mình buồn ngủ rồi bây. Ok, bây giờ anh em ta ngủ đi rồi. Sáng mai cái gì chơi tiếp nha. Ok, ngủ đi. Ủa, trời sáng chưa? Ủa, chưa trời sáng mà. Ơ vãi, mọi người đâu rồi? Mọi người, hello. Ủa, mình ra không được bạn, chết rồi. Có cái tàng hình này bạn ra không được. Ủa không, ủa cái gì vậy? Mọi người ơi, chắc là mọi người lên lầu chơi rồi phải không? Ok, lên lầu nào. Yeah, lên lầu chơi tiếp nào. Oh yeah. Ok, lên. Ủa, quên khăn, chỗ này mới đúng chứ. Tự nhiên nhiều cầu thang quá vậy. Oh yeah, baby. Nobita, cậu là gì đó vậy? Cứu thế giới, Yaki ơi, cứu thế giới, tao bị bắt rồi. Ai bắt cậu? Là thằng này nè.
gan cho ngươi dạy đám đến thế giới của ta. Ta đã cảnh báo rồi mà. Ngươi là ai? Ta chính là Jigsaw, một người rất là thích thở thích bệnh hoạn và thử nghiệm trò chơi cho mọi người. Thả bạn ta ra, ngươi làm gì vậy? Từ từ ta sẽ thả nào, bây giờ chúng ta thả cho trò chơi nào. Nếu ngươi thắng á, là ngươi sẽ được thả Nobita ra. Ôi không. Được rồi, nói trò chơi của ông đi. Được rồi nha, ngươi thấy đấy, cái thằng Nobita này nó đang bị nhốt trong một cái lồng kính. Bây giờ là ngươi Nobita, ngươi hãy thuyết phục cái gì đó cho Yaki để Yaki không bấm cái nút đó đi. Thả tới ra đi mà. Thì tớ thả nè. Ngươi có chắc là ngươi thả không? Thằng Nobita này á là chuyên gia dùng bảo bối để đánh bại ngươi. Đúng rồi, mình nhớ có lần cái thằng Nobita này nó dùng bảo bối để giết mình. Không có. Không có nó sao? Có lần á nó copy bài của ngươi và nó điểm cao hơn cả ngươi nữa. Đừng nghe lời hắn, thả ta ra đi. Tôi hứa là từ nay về sau tới không là vậy nữa. Trời ơi, ngươi thế nào? Thằng Nobita nó còn mét thầy giáo là ngươi á, là ngươi á đã ăn cắp bài kiểm tra trường thi. Hết chuyện nói rồi, ta sẽ bấm nút. Ôi không, đừng bấm nút. Xin lỗi nhé Nobita, nhưng cậu thật là độc ác. Thằng Nobita đây, nút được không? Mày nè, chết đi. Ôi chết rồi. Mình bị làm vậy? Tôi chết rồi, mình lỡ nóng giận mà. Không, Nobita đừng chết, Nobita ơi. Đừng chết, Nobita. Ôi nghe thở quá. Ôi da, nghe thở quá. Nobita! Không! No! Chết rồi bơi. Trong một phút, mình lại nóng giận, mình đã giết Nobita rồi. Chết rồi, tôi đã làm gì thế này? Ha ha ha, làm tốt lắm. Đây là chỉ là tầng 1 thôi. Ngươi hãy lên tầng 2 đi, có rất là nhiều thử thách cho ngươi. Đồ khốn, hắn ta dùng đòn tâm lý để cho mình tức giận lên rồi mình giết người ta. Không, mà phải giữ vững niềm tin mới được. Ôi, cái tình khốn kiếp trời máu không như bạn. Má ơi, ghê quá à. Ôi, mình biết rồi, thằng này á, cái thằng này là chuyên gia giết người bằng cách làm cái bẫy. Ủa cái gì đây? Ôi, Tiến Thành, 2929. Mày nó như thế này vậy? Cứu ta mà, Jackie ơi, ta bị kẹt rồi. Mày ở yên đó, để ta gần cách giúp mày. Mày nói cái gì vậy? Đừng có đạp vậy đó. Mày đạp vậy đó là mày sẽ chết đấy. Ha ha ha. Chào mừng ngươi đến với trò chơi thứ hai của ta. Trò chơi là gì? Ngươi hãy nói đi. Ta lần này là ta sẽ không bị tâm lý nữa đâu. Thì chứ, ngươi sẽ không bị tâm lý chứ. Ha 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 ha. Đúng đấy, tôi thề sẽ không bao giờ bị tâm lý nữa. Được rồi, trò chơi khá là đơn giản. Bây giờ là trò chơi nói dối và nói thật. Bây giờ ta xin phép đưa ra một vài câu chuyện. Nếu là câu chuyện nói thật của Tiến Thành, ngươi hãy đạp vô cái ván đó. Nếu Tiến Thành nói dối là Tiến Thành được sống. Oh fuck me, cái chuyện gì nữa đây? Được rồi, ta xin kể một câu chuyện đầu tiên. Tiến Thành 2929 muốn hack channel của ngươi. Cái gì vậy? Làm gì có đúng không Thành? Mày không muốn hack channel tao đúng không? Có. Mày dám hack channel mình đúng không? Mày muốn hack nhà đầu tao nè. Ôi no, đau quá. Ôi da. Ha. Vậy là tao đã nói đúng rồi, ok. Câu chuyện thứ hai. Mày, nếu có gì đó, mày hãy nói dối đi. Nhưng tao nói dối không được. Tiến Thành muốn kêu gọi mọi người unsubscribe channel ngươi. Không có rồi nha. Không có rồi nha. Ok, nếu nó không có kìa. Nó đã nói dối. Một khi nói dối là nó sẽ tự động đập luôn. Ui, chuyện gì nó thật cũng bị là nó giống bị quá trời heo. Cái giờ câu chuyện đầu tiên á là nó nói thật thì nó sẽ không bị sao. Nhưng người đã nóng giận, người đã đạp vô và khiến cho Tiến Thành bị thương. Ôi không, tôi có làm gì đâu. No. Ha, ok. Sau đây là câu chuyện thứ ba. Được rồi, tôi sẽ nói thật, tôi sẽ không nhìn nói dối. Ok, cố lên. Tiến Thành muốn đến nhà ngươi và xóa channel ngươi để cho nó lên sub nhiều hơn. Ha. Này, đừng nói với tôi là cậu đang
nói thật nha. Có. Hả? Nói có, vậy là mày dám muốn hack nhà đầu tao và muốn xóa nhà đầu tao, được lắm. Chết đi. Ok, nó chết rồi. Ok, tại sao mình lại nóng giận rồi vậy? Mình lại nóng giận rồi. Ôi không, Thành ơi, tao không có giết mày đâu. Ngươi đã giết Tiến Thành rồi. Ngươi đã đạp vô cái miếng đó 2 lần và do ý của ngươi đó. Ôi không, mình lại nóng giận nữa rồi. Chỉ tại mình mà 2 thằng chết luôn mà. Ôi no. Thôi được rồi, lên tầng đi. Lần sau ta hứa là sẽ không có trò chơi nói thật nói dối ở đâu. Ok, ngươi hứa là vậy nha. Không có trò chơi nói thật nói dối nữa, ta dễ buộc mình lắm. Ok đi nào. Ôi không, Tiến Thành chết rồi bạn ơi. Máu me không mà ghê quá à. Ôi mình đã giết Tiến Thành rồi. Ok lên nào. Ok còn cái bẫy gì nữa? Mày cho ta cái bẫy gì? Cái gì đây? Ôi thằng đứa này bạn nó bị dây. Ôi làm gì đây? Cứu tao với, tao bị trói rồi nè. No. Tao biết sao? Mày có trò chơi gì? Mày nói cho tao đi. Ê từ từ bình tĩnh nào anh bạn, được rồi. Sau đây là trò chơi của ta. Đằng sau ngươi có 6 cái mũi tên. Ngươi hãy dùng cái 6 mũi tên đó, ngươi hãy bắn vào 2 cái trụ 2 bên trước. Sau đó ngươi còn lại 2 mũi tên, ngươi hãy bắn cái xương rồng ở đằng sau lưng hành đớp. Nếu ngươi bắn trúng thì đớp sẽ được thả ra và 2 người được tự do. Nếu thua thì sao mày? Thì nó sẽ chết và ngươi sẽ được lên tầng. Không kiếp à, ngươi sai lầm rồi. Bắn cung là tài nghệ của ta mà. Ok mình sẽ bắn cung nào. Ok mày sẽ vứt hết cái đống này ra. Đây, mày có thương tao quá rồi đấy. Bắn cung là tài của tao. Đây có 6 mũi tên phải. Ok bắn nào. Bắn nào. Ui đánh hơn kìa. Ui wow. Chết luôn nè. Chết nè. Ui mấy chỗ nó tự động đi kìa bạn. Chết nè. Ok chết hết trơn rồi. Ok đớp, tôi sẽ cứu cậu. Lần này á là không có trò chơi trung thực hay là nói dối gì cả. Tôi sẽ giúp cậu. Ok, nhanh lên đi, tôi đang nóng quá nè. Lửa đang cháy hết cơ thể tôi rồi. Được lắm, tôi bắn đây. Hứa, cố lên nào. Tôi bắn trúng. Mình phải bắn trúng cái xương rồng đó bạn. Nếu không thì đớp sẽ chết. Hứa. Ôi da, đau quá. Ok, từ, mình tính nào, để tôi bắn 2 cái thứ 2. Hứa. Ôi không, nớp. Không, đập chết rồi bạn. No, đập chết rồi, không. Ngươi đã giết chết người bạn đớp của ngươi rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bởi vì ngươi bắn gà quá đấy. Cái tên khốn khiếp. Tại sao mình lại vô dụng đến thế? Mình phải cố lên. Bạn bè của mình đang chết dần, chết mòn vì mình rồi. Mình không thể để cho mọi người chết như thế được. Ngươi được lắm, được rồi. Ta đi đây. Được lắm, mình phải tập trung, cố gắng không để người bạn nào mình chết được cả. Đi thôi. Bạn ơi, mình bật cái rồi. Đây là gì đây? Ui, trời chơi gì đây? Sao đây tối quá vậy? Ôi, ở đây tối hơn trên lầu cả. Ôi, ui, Việt Nam mày nữa nè, cậu có sao không vậy? Cứu tôi với, tôi bị kẹt ở trong cái cửa này rồi. Ngươi đã lên được cái tầng 4 rồi đó, sắp hết rồi đó, bạn của ngươi đã chết hết rồi. Im mồm, ngươi hãy nói cái câu chuyện đi rồi ta sẽ giải cái câu đố của ngươi. Hồi lần này á, không phải đố mẹo, không phải dùng sức mạnh, nhưng mà dùng bằng trí óc của ngươi. À ha, tưởng gì, trí óc của ta là siêu việt, ngươi nói đi, ngươi muốn có đố cái gì? Không có đố gì cả, sau đây là trò chơi của ta, ngươi hãy mở hồn ra đi. Hả, hồn à? Ở đây có gì? Ồ, có cái này à, cái này thì sao hả? Ngươi muốn gì? Bây giờ á, Vietnam Miner đã bị trốn, đã bị bắt trong 4 cái góc cửa. Ngươi hãy lắp cái redstone dưới đây để cho kích hoạt cửa không được mở ra. Nếu bây giờ ngươi làm sai thì con golem nó sẽ tán chết Vietnam Miner. Ôi không, của tôi với. Làm đi, chỉ có một cái con đường có thể dẫn Vietnam Miner mở cửa ra và cứu an toàn. Nếu ngươi gọn sai là Vietnam Miner sẽ chết. Ôi không bạn ơi. Bây giờ mình biết cái redstone nào là mở cánh cửa của Vietnam Miner ra bạn. Ôi, cái này không phải hả? Ôi bạn ơi, khó vậy. Khó thì sao mình chơi? Hay là cái này? Cũng không phải luôn. Ôi no. Vietnam Miner ơi, chờ tôi đi, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Cái này không phải luôn hả? Chứ mở ra nữa hả? Lâu quá vậy.
Ôi không, 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 không. Không, như vậy là không có được. Ôi không, hay là cái này. Mở thử coi, thử. Ôi, ôi, không, Việt Nam Minor. Đừng, đừng lấy nhau. Ôi không, Việt Nam Minor. No. Ha ha ha, người đã chọn sai rồi. Cái chỗ mở cửa ra là ở đằng này nè. Đây, chính là cái chỗ Redstone đó. Ôi không, hồi nãy mình quên gắn cục Redstone vào đây bà ơi. Tại sao mình lại làm thế? Ôi no. Ôi không, trời này hên xui quá. Ha ha ha, bây giờ là ngươi hãy lên tầng cuối cùng đi. Ngươi mà chết thêm một người bạn nữa là ngươi sẽ không còn bạn trên đời nữa. Ôi không, được rồi, mình sẽ cố gắng. Lên nào, đi lên. Thật là kinh khủng quá đi. Được lắm, ta có một ngày ta sẽ báo thù ngươi có tên giết lâu khủng khiếp. Lên nào. Đây là tầng cuối cùng hả? Ôi ôi, ở đây là tối quá. Chào mừng ngươi đến tầng cuối cùng của thử thách của Giết Lao ta. Thôi đừng nói nhiều nữa, ngươi hãy mau ra đưa ra ta đi. Lần này ta sẽ cố gắng cứu được Seiko. Đúng rồi, cứu lên Jackie, hãy cứu tới đi. Tớ sợ quá, là tầng xương sọ không mà. Lần này không có trò chơi trung thực nói dối, thử thách sức mạnh và cả thử thách những thử thách hình rủi khác. Bây giờ ở đây có 5 cái lọ, ngươi hãy chọn ra một cái lọ đúng và ném vào Seiko. Ở đây ta cho phép ngươi ném tối đa 3 cái lọ. Nếu ngươi ném trúng một cái lọ may mắn thì Seiko sẽ không chết và cửa sẽ mở ra, hai ngươi được ra về. Nếu không thì sao? Nếu không thì ngươi sẽ ném lộn một cái chai lọ thuốc độc và Seiko sẽ bị trúng độc đến chết. Lại là trò chơi may rủi, được lắm, chơi nào. Cố lên Jackie ơi, nè, nhớ ném đúng lọ nha. Được rồi, cứ tin nó thôi. Được rồi, mình ném thôi. Ở đây, lọ nè, lấy hết đi. Ok, từ, mình sẽ... Ủa, cái gì nổi vậy? Cái gì nổi vậy? Ô, vãi ghê á bời. Mình vừa làm trò chơi bị hỏng hả? Ô, vãi. Ok, ném nào. Đầu tiên là lọ hút này. Ném vô. Đừng có chết nha. Hư. Oh fuck, phát lộn rồi, mình ném lộn ơi. Ồ không, tại sao mình lại ném bằng nút quy chứ, mình phải ném bằng chuột phải chứ. Ok, tôi ném đây. Hư. Không có gì hả? Rồi, mình ném hai lọ rồi ơi. Lọ thứ ba. Lọ này phải không? Không phải luôn. Ôi này nè, nhìn trong bóng tối mà. Ồ không phải. Ok, lọ cuối cùng. Này. Ui, ôi không. Ôi không. Sao có chết rồi bạn? No. Ôi no. Ăn vô. Ôi không, nuôi. Sẽ có ăn đi sẽ cô. Không, tôi không ăn được. À, tôi trúng độc rồi. Sẽ cô. Không, sẽ cô chết rồi bà. No. Sẽ cô chết rồi. No, và mình đã trúng độc luôn. Vậy là tất cả những người bạn của mình đều đã chết rồi bà. Ôi không, tại sao lại độc ác như thế? Ha ha ha. Ta không có tội. Tôi chỉ là người ngu quá đi và người đã chết hết 5 người bạn của người rồi. Tên khốn khiếp. Được rồi. Hình như là hết rồi phải không bạn? Hết rồi phải không? Tên khốn này là giết hết người bạn của mình rồi. Vậy là lần sau mình sống đây. Tên khốn. Hắn đáng phải bị trả giá vì những gì hắn đã gây ra. Được lắm. Lần này mình phải cố gắng. Hình như là tầng cuối cùng trên lầu của mình thì phải. Ok, lên nào. Lên nào. Đâu rồi? Đâu? Có người đâu? Ủa? Có ai ở đây đâu? Hả? Có ai ở đây đâu?